là mà... từ sống thường thường giống cái thằng cha mà ở trong gói thuốc hút là bích đó. Nên là hút thuốc qua từ từ rồi chết bằng cách đau đớn hay gì đó. Anh nói mình đang vô gan các bạn. Ông nội mình đang uống trà sữa hút dẫn đến cái chết từ từ và đau đớn. Con giả cho cái hình, cái hình này giống mà vậy mà hút cái sợ cái miệng giống hề Hoài Linh quá, nghệ sĩ Hoài Linh đó, cái mỏ cái miệng đó nè. Ông nội mình đang uống trà sữa các bạn. Lần đầu tiên ông nội uống trà sữa các bạn ơi. Nói cảm giác của nội khi uống trà sữa là như thế nào? Ngon không? Uống rất ngon. Cảm giác ngon, nó cũng ngon chứ. Ngon quá. Thu vô rồi đó. Vô rồi. Nó thu hút vừa trống rồi đó. Nội đi ra mình thấy cũng ngon, ngon trà sữa. Bà nội ăn dưa gan mà nói nó cũng ngon đó các bạn. Ngon hơn trà sữa luôn. Để cho bẩn áo rồi vô ớm mùi. Ông nội mình đã uống trà sữa đó. Trà sữa ngon mốt biêu. Quá đã. Quá đã hả? Cái hộp rượu đen với nó cà phê đã pha lộn lại á. Dạ. Rồi đá và tập nhuyễn để vô. Rồi để vô thu hút khách hàng. Uống rất là ngon, đậm đà. Dạ. Cái hộp rượu đen này nè, có chốt lắm á. Dạ. Út thích trà sữa không? Cho nên nè, út không thích thì nhiều không. Mà uống vô thấy ngon lắm. Dạ. Út không thích nhiều nhưng mà nó uống vô thì ngon ha. Dạ. Bà nội nói ông nội á là ăn coi chừng mà cái hộp lụ á các bạn, nuốt coi chừng mắc cổ. Cái này đâu có nắp đâu. Nắm gỡ liền hay gì chứ không thể nào. Cái đó là cái miếng ni lông á. Ốp lại xong dạ. Mình tháo ra. Mình tháo ra xong rồi nội, nội để vậy để được tủ lạnh đại nè. Cái này gì chứ lẽ là 5 ngàn ly rẻ hả? 15 ngàn gì chứ. Anh hai á, nói với nội mình á là mua một ly đó 5 ngàn các bạn ơi. Cho nên tủ uống rồi nhau. Em 15 ngàn đó, thấp nhất cũng phải 12 ngàn. Một cái ly cà phê sữa là tại ở cổng chú uống của Hà Lâm mà, cổng bệnh viện đó là 10 ngàn trả ly. Còn cái này nè, nó tính mấy cái này, tính cái này, tính cái ly này, này kia nọ là thấp nhất cũng phải 12 ngàn. Chưa mới, tôi coi, ăn 15 ngàn hơn. Vậy trúng rồi. giờ hỏi anh hai coi, cuối cùng ly này là bao nhiêu nè? Cuối cùng ly này bao nhiêu đây? Mà ly cà phê đâu có dễ gì vậy? Nói 5 ngàn nè. Còn uống thiếu mà tại cổng bệnh viện đó, uống được nửa ly hết nổi. Úc uống được nửa ly no quá rồi các bạn ơi. Lần nào tôi anh đi khám mà nói 5 ngàn cho các bạn ở về quê thì thưởng thức cái ly này ngon nha. Nồng nộ này không có ăn rồi ra hơi bệnh. Mình nghe nọ với anh hai nói vậy cho nội không có tiếc các bạn. Ta ly cà phê ở dưới cổng dưới cà phê của Mỹ Tho là 12 ngàn. Thấy hủ tiếu á, cơ phở là 25 ngàn. Điện cái lễ nó rẻ. Như cái lạy đó, bà mua nó để cho tôi làm cho tôi uống thiếu là 20 ngàn. Còn nếu bà mua ấy làm cho tôi uống thiếu là 15 ngàn, làm cho tôi uống thiếu 10 ngàn là bà nói giá, còn đó là nó cho tôi uống thiếu là tất nhiên là 20 ngàn.
Còn nếu mà nó cho tôi một cô cứu đặc biệt thì nó tăng thịt lên này kia nọ thì nó lên tiền. Đưa nắp lại đậy cho đường đấy. Cái này con uống nữa không? Uống hết thì không anh? Bà đi tắm giùm tôi cái đi. Tắm gì nữa? Tao tắm của đậu rồi. Thơm phức kìa. Nội, nó không uống nữa hả nội? Nội không uống nữa hả? Trời uống rồi nó chụp hình. Nó ơi, nhỏ này. Tao ướm thấy mẹ chụp ra đẹp kìa. Còn chụp phóng đẹp mà nó chụp bỏ vỡ. Uống dưới mày còn uống em để tôi uống gì nổi nữa uống. No rồi các bơi. Còn nội uống nửa ly no rồi. Út uống nửa ly cũng no luôn. Để tôi làm. Uống rồi. Uống rồi nó chụp chụp riết rồi tôi nứt bóng. Ôi con. Đây nè các bạn ơi, cái này ly của ông nội nè. Còn Út nãy Út nói ngon ngon gì đâu, Út uống có nửa ly rồi các bạn. Còn nửa ly bỏ ông đây nè. Đó. Tại vì cái ly này bự quá các bạn ơi. Cho nên là uống không hết. Thôi để vậy đi. Nè các bạn, bây giờ mình sẽ đi quay giường kiển của mình cho các bạn xem nha. Trời, lu nè. Cục cưng của Suka nè. Mặc quần mặc áo nữa đó. Nè các bạn, ông nội trồng nhiều lắm, trồng nhiều kiểu lắm. Cái vàng bông này bây giờ trổ nè các bạn. Đó. Dài xuống tới dưới luôn. Đây. Các bạn thấy không? Còn ở đây á, là cái cây cây mai. Nhưng mà dưới gốc á, thì ông nội trồng thêm rau dấp cá. Mai mốt mình ăn rau sống cái mình ra mình hái ăn. Cái chậu bông này là cha mua hồi Tết rồi các bạn. Tới nay còn chỗ bông luôn. Đó. Tết rồi nhưng mà cây còn bông nhiều ha. Còn này là cây sen mà hôm bữa ông nội hái sen cho anh Ha, anh Huân ăn á các bạn. Hồi Tết á thì bông không nhiều nhưng mà bây giờ bông nó nhiều. Ít bữa nữa là nó nở nhiều đó. Ở mấy gốc kiển này gốc nào nội cũng trồng thêm rau dấp cá hết trơn. Đó. Chỗ đó hai cây nguyệt quế các bạn. Chưa tới mưa đó, chứ mùa mưa là nó nở bông ha. Thơm bát ngát luôn. Cái này nè các bạn nè. Để vô nồi canh chua ha. Thơm bát ngát luôn. Vài bữa mình nói mẹ nấu canh chua ăn. Để vô. Đây. Mấy cây cây mai. Hôm bữa mình có nói rồi á, tại vì đám cưới của mình á cho nên là cha phải dời kiển để có cái sân trống, thì mới dời xuống đây á cho nên tụi nó bị si các bạn, giống như là chưa có loại sức vậy, đang trong giai đoạn bình phục. Cho nên bây giờ hơi là sơ sát một chút. Này cái me nè các bạn. Cây này cây dúi. Dáng đẹp lắm. Ông nội mình cưng lắm. Còn đây á thì lan các bạn ơi. Bây giờ lan đang bắt đầu ra bông rồi nè. Anh hai mình đang tưới á. Đây nè, cái nhánh này nè, ra bông các bạn. Tự nhiên thôi, bây giờ tới mùa nó ra bông hay sao này. Nè, ở đó đó. Cây này cái hồ điệp hay gì nè. Cây hồ điệp.
nó ra bông mình đó các bạn. Cây này cây bông giấy, có bông từ Tết tới giờ vẫn còn bông luôn. Nè. Đó, cái bông kìa. Có rợ có mà bông lan á các bạn, nhà mình ha. Trổ mà rộ á, trời ơi nó đẹp. Cây nào cũng có bông mà bông nhiều bông lắm kìa. Nay là chưa vô đợt á,